Vâng, em xin chào cả nhà nhé. Chào tất cả anh chị em yêu Lan. Hôm nay là ngày 21 tháng 2, ngày đầu xuân năm mới. Thì bữa trước ấy, em có trong cái đêm 30 Tết, đêm giao thừa đấy, em có làm một cái giải thưởng rất là lớn. Đó là một cái chậu 5 cánh trắng Phú Thọ này. Thì cái chậu này thì hôm đó thì như những bác mà đã xem live thì cũng biết rồi, đúng không ạ? Anh em xem thì nói chung là cũng rất là hồi hộp với cái giải thưởng này của em. Thì cái chậu này thì hôm đó quay lại lần thứ hai thì là cũng đến đúng gọi là cái giây ở cái phút thứ hai đấy, thì là có một chị gọi điện đến, chị ấy, nhà chị Hải Phòng, thì hôm nay là Tết ra bây giờ chị mới có điều kiện thời gian chị đến chị lấy cây được. Đấy, chậu 50 trắng cái cọ này, hai thân mẹ và hai mầm lỡ. Thế thì trước em bảo là em có chương trình từ thiện tặng những cái người khuyết tật đấy, là của em nó bị thiếu thì em sẽ cắt lại 6 cái mắt ngủ trên hai cái thân này, là em đã cắt rồi. Yeah, trước là nó dài, mỗi thân nó dài dài đến đây này. Đấy, mỗi con này nó sẽ cộng thêm khoảng tầm độ 6-7 cm gì đấy nữa. Thì để em sẽ tặng lại cho những cái bác người khuyết tật. Đấy thì đây, vâng, chị em chúc mừng chị tên là gì ạ? Chị tên là Thủy. Chị Thủy ạ, vâng, nhà chị ở đâu ạ? Nhà chị ở số 3 ngõ 17 Điện Biên Phủ, Nguyên Tiền này không? Vâng, cảm ơn chị. Cái số điện thoại của chị hôm đó là đuôi 76, em chỉ nhớ là đuôi 7676 nhá. Đúng rồi. Đấy, số đuôi cũng rất là đẹp. Đấy, thì đây ok, thì hôm nay em cũng nhân dịp đầu năm mới thì kênh Hoa Lan Khi Được Cắt Bà cũng xin trao cái phần quà này cho chị nhé. Chúc chị trăm cây là mau lớn sang năm, mà nếu mà có giống thì thích bán thì lại quay về cho em, rồi em lại chia sẻ giúp cho nhé. Chị cảm ơn em. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều nhé. Vâng, đấy, một lần nữa thì kênh Khi Được Cắt Bà của em cảm ơn tất cả những anh chị em yêu Lan đã luôn luôn ủng hộ cho Hoa Lan Khi Được Cắt Bà của em, và chúc cho anh chị em luôn luôn sưu tầm được những cây đẹp, con giống chuẩn. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn em.